Thưa quý vị, xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương nhằm tháo gỡ thẻ vàng EC đối với thủy sản của Việt Nam. Nhất là trong thời điểm hiện nay khi EC đang tăng cường rà soát là hoạt động nghề cá của nước ta. Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm siết chặt quản lý việc đánh bắt, khai thác xa bờ của ngư dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Kiên quyết không cho xuất nhập nếu tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc đã lắp đặt nhưng không có tín hiệu. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua của lực lượng chức năng Đà Nẵng nhằm góp phần ngăn chặn hoạt động vi phạm vùng biển nước ngoài. Toàn bộ tàu cá khi vào các vùng biển, khu vực cảng thành phố đều được các lực lượng chức năng kiểm tra hành trình khai thác một cách kỹ càng. Đi biển thì mình phải mở giám sát hành trình 24/24, mở liên tục, không được không tát. Nhật ký thì đánh mẹ nào thì mình đi mẹ nấy. Rồi vô chứ không thờ vô, mấy ông làm khó lắm, mấy ông trộm, mấy ông cận có rồi ông làm khó lắm, ông theo dõi, xí. Tất cả tàu khi vào cảng thì phải thực hiện khai báo thông tin trước 1 giờ. Và khi về cảng thì cũng phải là thực hiện cái vấn đề nộp nhật ký khai thác, thực hiện công tác là giám sát sản lượng thành phần loài thủy sản bốc dỡ qua cảng. Về phía cảng thì ngay khi nhận được thông tin tàu cập cảng thì cũng đã chuyển cho cái văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá phối hợp để mà xác minh những cái thông tin cũng như dấu hiệu tàu vi phạm về khai thác IUU nếu có. Việc Đà Nẵng siết chặt công tác quản lý tàu thuyền ra vào cũng như kiểm tra chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền trên biển đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của ngư dân. Nếu như ban đầu bà con thấy việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hay ghi nhật ký là khá phiền phức thì nay đã trở thành việc không thể quên. Vì khi được chứng nhận nguồn gốc rõ ràng thì giá trị hải sản trên thị trường cũng được nâng lên, tăng thu nhập đáng kể. Khi mà chúng ta thực hiện tốt giải pháp IUU thì cái giá trị, cái nguồn gốc xuất xứ của cái loài thủy sản khai thác thì nó cũng đã được kiểm soát. Và theo đó thì cái uy tín, cái sản lượng, cái loài đó thì chúng ta được xuất đi thị trường thế giới ra các nước thì nó cũng tin cậy và nó truy xuất được tốt nguồn gốc, cho nên cái giá trị thì nó cũng đã tăng lên. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thời gian qua Đà Nẵng cũng tổ chức các đội tàu khai thác xa bờ để đồng hành hỗ trợ bà con trong những chuyến vươn khơi. Việc liên kết khai thác xa bờ không chỉ giúp hạn chế vi phạm khi khai thác tại các vùng biển quốc tế mà còn giúp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.